Nam sẽ giới thiệu cho quý anh chị ba con đất nha. Ba con đất ở ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Và cái thửa đất của mình là ở chỗ này nè quý anh chị. Thì gia chủ đang kêu bán ba công với giá là 550 triệu một công. Còn đường này là đường chính lẹ nha quý anh chị. Đường hướng này là mình về kênh KT5. Kênh KT5 nè quý anh chị. Đi khoảng 200m mình ra kênh KT5. Kênh KT5 thì mình rẽ tay phải mình về lộ số 7 ra quốc lộ 50, chỉ khoảng đâu đó 2 cây rưỡi số nha quý anh chị. Còn quý anh chị rẽ tay trái mình về trung tâm của xã Đồng Thạnh, tầm khoảng 1 cây rưỡi số là mình ngay chỗ cái ngã tư xã Đồng Thạnh đó quý anh chị, ngay trung tâm xã Đồng Thạnh luôn. Thì ở đây gia chủ kêu rao bán cái miếng đất là ngang là 34m nha, từ cái vị trí này và tới khúc bên đây 34m, sâu vô là 86m. Đất này thì gia chủ cào lên để mai mốt bán đi cho người khác rồi quý anh chị, này không có tính nha, đất này là không tính cho mình bán là đất, là đất bằng mặt ở dưới thôi, không có tính cục đất này. Rồi tới đây là 34m, sâu vô là 86m nha quý anh chị. Đó, phía trước mình là có view kênh. Đó, view kênh là rất là mát nha quý anh chị. Đất quay mình quay về hướng bắc nha quý anh chị. Đó, hướng bắc, view kênh. Đó, cách trung tâm của huyện Gò Công Tây thì đâu đó tầm khoảng 6 cây số nha quý anh chị. Cách trung tâm huyện Gò Công Tây là 6 cây số. Đất của mình quay về hướng bắc. Và phía trước mình có đường điện wifi. Đó, đường điện wifi trước đất đó đầy đủ rồi. Xung quanh là khu dân cư hiện hữu luôn nha quý anh chị. Đó, thích hợp cho quý anh chị mua để dành ra riêng cho con, cũng như là mua để đầu tư. Đó, có thể tách ra nhiều nền cho quý anh chị ha, cất nhà vườn nghỉ dưỡng chú. Đó, đất hiện nay vẫn còn đất lúa. Em xin nhắc lại địa chỉ là ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Và giá bán của gia chủ đưa ra là 550 triệu một công có thương lượng. Giá này còn thương lượng cho quý anh chị nha. Đó, thì cái đất của mình sạch sẽ, không màu mã, xung quanh là không khí thoáng mát. Từ thành phố Hồ Chí Minh, quý anh chị về đây là xe ô tô 16 chỗ đi được luôn nha quý anh chị. Phía trước mình là phía đất là có kênh rất là mát nha quý vị. Em đứng đây tuy nắng nhưng mà gió rất là mát ha. Cũng có căn nhà luôn nè quý anh chị, nhà của hộ dân gần đây rồi ha. Đó, mấy dưới cũng có luôn. Ba công đất nha quý anh chị, ba công đất ở ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh. Đó, quý anh chị nào quan tâm vui lòng kết bạn với em qua số điện thoại 0973 267 524. Em sẽ gửi thêm thông tin cho quý anh chị mình tham khảo ha. Rồi đến đây em xin kết thúc video, hẹn quý vị mình ở những video tiếp theo của kênh nha.